Chàng trai này là Đào Duy Linh. Những năm tháng tuổi trẻ, anh mơ ước sau này trở thành một nhiếp ảnh gia, thích chu du và chụp ảnh về các loại nấm tự nhiên trong vùng rừng núi. Nhưng niềm đam mê với cây nấm, đặc biệt là loài nấm lim xanh và linh chi, lại đưa anh đi trên một con đường rất khác với dự định ban đầu. Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về loại nấm lim xanh, linh chi, đầu năm 2013, anh Linh khởi nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nấm linh chi Quảng Nam. Quảng Nam thì nó có nhiều nguồn dược liệu quý hiếm, trong đó nổi tiếng có cái loại nấm lim xanh, nấm linh chi. Nhưng mà cách người dân đi thu hái trong rừng về thì buôn bán đại trà, nó khó tạo ra cái thương hiệu. Nên mình muốn đi bên định hướng công ty là muốn đi đầu để xây dựng thương hiệu riêng cho cái loại nấm lim xanh này. Thứ nhất là để phát triển cái thương hiệu cho nấm lim xanh này. Thứ hai là tạo được cái công ăn việc làm và cái nguồn thu nhập cho người dân Quảng Nam. Thứ ba là có thể bảo tồn được cái nguồn gen quý hiếm của loại dược liệu này. Đam mê cộng với tinh thần làm việc nghiêm túc, anh Linh và công ty Linh Chi Quảng Nam cũng dần tạo dựng được thương hiệu nấm lim xanh và linh chi của Quảng Nam trên thị trường. Tuy nhiên, càng dấn thân, anh càng nhận ra một thực trạng chung của ngành nấm. Nấm lim xanh, linh chi có giá trị kinh tế cao. Người dân địa phương từ nhiều năm nay đã vào rừng tận thu, khiến hai loài này đều biến mất trong tự nhiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học rừng. Dù là một doanh nhân chuyên mua bán nấm, nhưng thực trạng này khiến anh Linh vô cùng băn khoăn, làm sao để cân bằng nguồn nấm trong tự nhiên, gìn giữ hệ sinh thái rừng, nhưng người dân vẫn có thu nhập ổn định từ nấm. Khi đang loay hoay với nhiều câu hỏi, nhiều dự định cần thực hiện, anh Linh biết tới dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, thông qua chương trình kêu gọi tài trợ cho những ý tưởng, mô hình sinh kế hướng đến mục tiêu nâng cao sinh kế cho người dân, qua đó hạn chế tình trạng phá rừng, khai thác tài nguyên rừng bừa bãi. Nhận thấy cơ hội nhận được sự trợ giúp đã đến, anh Linh đã mạnh dạn trình bày ý tưởng và kế hoạch của doanh nghiệp về phát triển chuỗi giá trị nấm linh chi Quảng Nam gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số. Kế hoạch phù hợp với mục tiêu và phương pháp tiếp cận của dự án. Vì thế, từ tháng 10 năm 2018, dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đã hợp tác và hỗ trợ công ty thực hiện kế hoạch mở rộng mô hình trồng nấm tại các huyện Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Đông Giang và Nam Giang của tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 5,4 tỷ đồng. Nhằm thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài nấm, vào đầu năm 2019, công ty nấm Linh Chi Quảng Nam đã mời các chuyên gia trong nước tổ chức đoàn khảo sát để thu thập số liệu sơ cấp, đồng thời tham vấn ý kiến của chính quyền và người dân địa phương liên quan đến kiến thức bản địa và hoạt động khai thác nguồn nấm lim xanh, nấm linh chi từ tự nhiên. Qua hoạt động khảo sát điều tra thực địa, công ty nấm Linh Chi Quảng Nam đã tổng hợp được danh mục các loài nấm linh chi phát hiện bao gồm 11 loài nấm quý hiếm ở vùng nhiệt đới gió mùa tại các huyện Tiên Phước, Đại Lộc, Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang. Công ty mà thu hái thu nhập các mẫu dữ liệu này về xong thì có đưa đi phân tích, thì cái hàm lượng dược chất trong cái nấm lim xanh này nó rất là cao, và đặc biệt trong đó có một loài nấm linh chi nó rất là hiếm. Mà trước đây mình chỉ biết là người dân thu hái rồi xuất qua Trung Quốc chứ không có dùng trên nội địa. Chính vì cái độ quý hiếm và cái tính cấp bách của nó, vì bên nếu mà trong nấm tự nhiên thì mình khai thác thì nó rất là về thành lao về dài thì nó sẽ bị cận kiệt, nên cấp bách mình phải định hướng là mình phải chuyển qua phân lập rồi tạo ra nguồn giống rồi để trồng vừa phát triển và vừa bảo tồn cái nguồn gen quý hiếm của cái các loại nấm này. Bắt tay ngay vào việc bảo tồn các nguồn gen, công ty nấm Linh Chi Quảng Nam đã phối hợp với giáo sư Soji Oga, chuyên gia về nấm linh chi tại Đại học Kajusu, Nhật Bản, để chuyển giao công nghệ ươm tạo và nuôi trồng nấm lim xanh và nấm linh chi. Với sự hỗ trợ từ dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ,
công ty đã thành lập Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Nấm Linh Chi Quảng Nam với nhiệm vụ nghiên cứu, phân lập và cấy phôi giống các loại nấm linh chi. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật viên về nấm linh chi của công ty được đào tạo để chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm cho người dân có nhu cầu ở địa phương trong tỉnh, tạo tiền đề để xây dựng một chuỗi cung ứng nấm lim xanh, nấm linh chi của tỉnh Quảng Nam hoàn chỉnh, bền vững và có tính cạnh tranh. Dựa vào kết quả khảo sát nguồn và thực trạng nấm linh chi ở các địa phương, dự án và công ty đã tổ chức tập huấn khai thác nấm bền vững cho 30 người dân là đồng bào Cơ Tu ở hai huyện miền núi Đông Giang và Nam Giang. Công ty đã lựa chọn người tham gia và thành lập các nhóm khai thác nấm linh chi tự nhiên để xây dựng và khoanh nuôi bảo vệ mô hình khai thác nấm linh chi trong rừng tự nhiên. Từ hoạt động này, nhiều người đồng bào Cơ Tu ở các huyện Đông Giang và Nam Giang đã thực hành việc khai thác nấm một cách hiệu quả, bền vững, vừa tiếp tục có thu nhập từ nghề hái nấm, vừa giúp duy trì được nguồn nấm trong tự nhiên, tránh khai thác tận diệt. Còn đây là lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm linh chi trên phôi bịch cho người dân ở thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước. Một lớp có tổng số học viên là 25 người, trong đó phụ nữ chiếm 25%. Lớp tập huấn được chia làm nhiều đợt để đảm bảo người dân tham gia có thể nắm bắt được toàn bộ các kỹ thuật cơ bản nhất trong công nghệ trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản nấm linh chi. Ngoài lớp tập huấn ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, với sự hỗ trợ của dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, công ty Nấm Linh Chi Quảng Nam đã hoàn thành 14 lớp tập huấn khác ở các huyện Núi Thành, Tiên Phước và Phú Ninh cho 375 người, trong đó có 184 nữ và 4 người đồng bào Cor. Nhờ sự quan tâm tận tình hỗ trợ của dự án như đầu tư cơ sở vật chất, cung cấp phôi nấm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, gìn giữ bảo vệ đến thu hoạch nấm thành phẩm mà 15 mô hình trồng nấm linh chi thí điểm đều cho kết quả tốt. Cái sự lãnh đạo cũng như cái sự giúp đỡ của dự án Trường Sơn Xanh và cái công ty nấm linh xanh của tỉnh Quảng Nam này, nó kết hợp tập huấn cho bà con về nói về cái mô hình nấm này và đã làm ra như thế, thì trong cái thời gian qua thì đối với cái mô hình này thì tôi là người mà thiết thực là lớp trưởng cũng như chủ hộ và trực tiếp mà chăm sóc cái nấm này, thì trong quá trình thì thấy cái nấm này nó ro là thấy nó là rất đẹp, rất là đẹp. Mà nếu như cái dự án này mà nó có kết quả lớn thì có thể mình nhân rộng ra cho chính bản thân cũng như trong cái địa bàn của xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tôi thấy là rất là về phần mà cán bộ như nhân viên là rất là nhiệt tình, thường xuyên là tham hỏi và lên xuống, thì cảm tác là lên rất là nhiệt tình để thì cái mới có được cái mô hình mà thiết thực và đẹp như thế này. Gắn với triển khai các lớp tập huấn, sau khi thu hoạch nấm tại mô hình nấm thí điểm, công ty Nấm Linh Chi Quảng Nam đã tiến hành hỗ trợ cho người dân đã tham gia dự án thành lập các tổ hợp tác trồng nấm. Đây là tiền đề để người dân tiến tới việc liên kết hợp tác với công ty trong thời gian tới, gắn với hiệu quả bền vững của dự án. Đi tập quấn mái ngà thì bữa nay ngà cuối cùng để thu hoạch đây, thấy thu hoạch đọt trong tổ này ổng rất mừng hết. Thấy đọt ra cô ổng ân lồm hãy hỗ trợ thì cô ổng tiếp tục lồm bế tổ cho có hiệu quả thì thu nhập thêm trong gia đình. Với mục tiêu đối tượng của dự án còn ưu tiên đồng bào, dân tộc thiểu số. Vì vậy, ngoài việc triển khai 15 lớp tập huấn ở các huyện đồng bằng, công ty Nấm Linh Chi Quảng Nam còn triển khai 2 mô hình tổ hợp tác trồng nấm lim xanh trên gỗ khúc và trong phôi nấm đóng bịch cho 60 người đồng bào Cơ Tu tại 2 xã A Tinh thuộc huyện Đông Giang và thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang. Từ những thành viên của 2 lớp tập huấn về khai thác nấm bền vững trước đây, công ty thu hút thêm nhiều thành viên để thành lập tổ hợp tác trồng nấm linh chi. Công ty đã hướng dẫn chi tiết và tận tình cho người dân cách dựng trại nấm, lựa chọn gỗ khúc và cung cấp phôi bịch đóng gói.
Đây là lần đầu tiên mô hình trồng nấm được triển khai cho đồng bào Cơ Tu ở Đông Giang và Nam Giang, nên người dân địa phương rất phấn khởi và háo hức tham gia. Bên kỹ thuật họ cũng tạo điều kiện, hướng dẫn rồi cách trồng nấm, rồi cách xử lý nấm như thế nào, rất là nhiệt tình. Tập huấn về cái thao tác nấm và các lý thuyết để phân biệt các loại nấm. Các loại nấm trên trên địa bàn của xã Tiên này, những loại nấm mà nấm mang tính để sử dụng được như nấm lim xanh này, nấm bảo ngư, rồi nấm chân voi, rồi nấm sến, cũng bà con cũng hăng hái cũng tham gia, cũng xem đây là một để kiến thức để học tập để làm sao cái việc sau này trồng nấm của bà con mang tính hiệu quả hơn. Điều khiến người dân tham gia trong mô hình thí điểm cảm thấy yên tâm đó là công ty nấm Linh Chi Quảng Nam sau khi mở lớp tập huấn làm thí điểm mô hình trồng nấm thì bao tiêu tất cả các sản phẩm nấm thành phẩm với giá thu mua tại chỗ khoảng 200.000 đồng trên 1 kg nấm linh chi tươi và 300.000 đồng với nấm lim xanh tươi. Một lần đầu tư với quy mô trại 1.000 phôi nấm như thế này mất khoảng 11 triệu đồng. Trung bình mỗi trại thu hoạch được khoảng 70 kg trong 3 đợt. Người dân đầu tư sẽ thu lãi ròng được khoảng từ 3 đến 10 triệu đồng trên một lứa phôi. Ngay từ lúc ngày đầu thành lập, công ty nấm Linh Chi Quảng Nam mang trong mình sứ mệnh nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu nấm Linh Chi của tỉnh Quảng Nam. Việc kết nối với người dân để phát triển vùng nguyên liệu, để họ liên tục cung ứng nấm thành phẩm cho công ty có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện sứ mệnh của công ty. Không còn băn khoăn khâu đầu vào, nấm thô, nguyên liệu, công ty nấm Linh Chi Quảng Nam đã mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư cho ra nhiều sản phẩm mới, phục vụ thị trường. Ngoài nấm thô cắt lát như đã bán lâu nay, vừa qua công ty đã ra mắt loại thực phẩm chức năng có tính thương mại cao, hấp dẫn thị trường như trà nấm lim xanh hòa tan, cao nấm lim xanh, coffee nấm lim xanh. Đồng thời để chuẩn bị cho bước tiến táo bạo đó, công ty đã tập trung phát triển các tài liệu marketing, thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm nấm linh chi trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội. Đặc biệt, công ty còn tham gia phiên hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt Nam 2020 từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu sản phẩm nấm linh chi đến với khách hàng, tìm kiếm thị trường rộng hơn, bền vững hơn. Sự tài trợ của dự án Trường Sinh Xanh do Mỹ tài trợ thì công ty đã xây dựng một cái vùng nguyên liệu, những cái mô hình vệ tinh để cung cấp cái nguồn nguyên liệu thô cho công ty. Để từ đó công ty phát triển các sản phẩm chế xuất từ nấm lim xanh. Thì định hướng sắp tới thì công ty sẽ đưa ra thị trường trong nước và hoàn chỉnh các hồ sơ giấy tờ để có thể xuất khẩu qua thị trường nước ngoài. Sau hơn 2 năm triển khai dự án phát triển chuỗi giá trị nấm Linh Chi Quảng Nam gắn với cải thiện sinh kế bền vững cho người dân ở vùng nông thôn miền núi, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số do công ty nấm Linh Chi Quảng Nam thực hiện và dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đồng thực hiện đã mang lại những kết quả tích cực cho cả công ty và cộng đồng người dân trong vùng dự án. Hai mô hình khai thác nấm bền vững ở tự nhiên, 17 mô hình trồng nấm được xây dựng với hơn 500 người dân được hưởng lợi. Hiệu quả kinh tế của mô hình thí điểm mang lại cho mỗi hộ dân tham gia ước tính vào khoảng 20 đến 30 triệu đồng mỗi năm. Nhưng điểm thành công nhất mà tiểu dự án mang lại đó là sự thay đổi trong ý thức của người dân sống gần rừng, giúp họ biết đến lợi ích của tài nguyên thiên nhiên như cây nấm, từ đó có trách nhiệm bảo vệ rừng hơn, giúp họ có thêm sinh kế nhờ việc trồng và khai thác nấm bền vững. Qua đó, góp phần giữ mãi màu xanh và tính đa dạng của những cánh rừng đang bảo bọc và nuôi sống chính họ.